Vâng, Doãn Hưng Audio xin kính chào toàn thể các bác anh em. Thông báo các bác thì bên em mới về được một lô loa lầm Bát 25. Hàng này thì cũng khá là độc hiếm. Thường thường chúng ta được biết, được nghe đến cái dòng loa full MUF, đúng không ạ? Tức là loa đứng đấy, MUF Bát 25-30. MUF thì nó cũng có rất nhiều các model khác nhau. Ở đây thì nó lại là dòng MUF loa lầm Bát 25 các bác nhé. Đấy. Nói về MUF thì nó là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đức. Đấy, một dòng loa cũng rất là đều giải. Đấy, bình thường các bác anh em thấy được là anh em giới thiệu và các bác đang sử dụng những cái cặp loa full MUF thì tiếng bass của nó đã khá là mạnh rồi. Đấy. Nhưng mà các bác đến với này cái dòng loa MUF loa lầm bass 25 này thì bass của nó đánh còn phê hơn nhiều các bác nhé. Đấy, tại sao mà tiếng bass mà Doãn Hưng đánh giá rất cao ở cái mẫu loa lầm MUF Bass 25 này là vì loa được thiết kế gân mút, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta đến với những cái mẫu loa full thì gần như 100% nó là gân vải, thì nó, tiếng bass của nó thường nó đánh chắc và gọn. Đấy. Không có độ dày và không có độ mềm như cái dòng gân mút như thế này. Nhưng anh em đến với MUF loa lầm Bass 25 mà gân mút này thì tiếng bass nó đánh sẽ cực kỳ là mềm mại, đánh có độ sâu, dày tiếng các bác nhé. Đấy. Và một ưu điểm ở đây, đấy, mặc dù loa lầm nhưng mà lại được sử dụng chép kèn. Đấy. Như vậy là hãng MUF người ta đã cải tiến. Đấy, cải tiến để cho các bác sử dụng những cái cặp loa MUF loa lầm này vừa có tiếng bass dày, mềm, ấm, đấy, có độ sâu và quan trọng là giải lời, tiếng chép sáng, bay, leng keng, tí tách đúng không nhé. Đấy. Những cái dòng loa lầm mà chép giấy thì nó có rất là nhiều hãng, nhiều loại. Nhưng những cái loại loa lầm mà chép kèn thì anh em thấy được là nó ít dòng nó có hơn. Đấy. Và cái dòng MUF này thì chắc chắn là chất âm thì sẽ làm ưng ý và làm hài lòng tất cả những bác sử dụng những cặp loa như thế này. Đấy, cái dòng loa này thì bên em về là tổng số lượng là được hơn chục đôi các bác nhé. Đấy, mẫu mã thùng vách thì quá đẹp đúng không ạ? Ở đây Doãn Hưng đánh giá độ mới lên tới trên 95% và hàng đẹp gần như mới các bác nhé. Đấy, bên ngoài các bác xem là nó đã đẹp như thế này thì bên trong nó lại đẹp như mới. Ở đây thì tất cả thùng vách nó không có cái nào bị bong chóc bể nở đâu các bác nhé. Đương nhiên thì những cái vết xước răm nhỏ thì chúng ta không tránh được. Bên em thì đã bay qua lại nước sơn, đã sơn lại để cho nó đẹp các bác nhé. Đấy, cái này sơn nó còn che cả cái loa, cái tem của nó đi. Các bác xem hình thức rất đẹp. Đấy. Và cũng rất là gọn gàng. Cái dòng loa này thì các bác để trên kệ hoặc để trên những cái chốc loa loa full ấy cũng rất là hợp lý các bác nhé. Đấy. Nhân tiện có thước thì Doãn Hưng sẽ đo kích thước này, chiều ngang của nó là 53, chiều cao của nó là 30 và chiều sâu nó cũng tương đương vậy, 31 các bác nhé. Đấy. Nhà các bác mà đang sử dụng những cái cặp loa lầm mà lời nó tối, các bác có thể mua tiếp cặp này về để kết nối cho được cho lời nó sáng bay và tiếng bass nó mạnh mẽ. Đấy, còn anh em đang chơi những cặp loa full mà giải bass của nó chưa được sâu, chưa được dày ấm lực thì các bác đấy, mua thêm cặp loa này về, vừa hỗ trợ tiếng bass, vừa quan trọng là hỗ trợ cả tiếng lời. Đấy. Dòng này thì họ lại thiết kế theo kiểu sơn sần các bác nhé. Sơn sần và thùng cực dày. Đấy, căng thì có mút chắn bụi đằng sau. Tem MUF thì nó đặc trưng rồi, anh em nhìn nó rất quen đúng không ạ? Những cái dòng loa full 25-30 thì đều sử dụng cái dòng tem này. Và model của dòng này là K2310. Đấy, chắc chắn là model này thì các bác thấy là trên thị trường sẽ rất là hiếm. Và đây cũng là lần đầu tiên Doãn Hưng gặp được cái dòng MUF loa lầm như thế này. Đấy, và rất tiếc là số lượng nó cũng không có nhiều các bác nhé. Con này thì nó chơi ở dải tần 45Hz đến 20kHz, tức là nó chỉ có thể có ở những cái dòng loa lầm gân mút như thế này thôi. Còn những cái dòng loa full mà xuống 45Hz thì hiếm lắm, thực sự hiếm. Đấy,
con này công suất của nó là 200W các bác nhá, RMS công suất đầu vào, số mắc của nó lớn hơn nhiều. Đấy, con này độ nhạy của nó là 94 dB cộng trừ 2, trở kháng 8 ohm. Ở đây thì tem mác đầy đủ rồi, series mã vạch trang web có hết các bác nhá. Đấy, anh em có thể tra vào đây. Đấy, các bác này, nó xịn từ cái cọc vặn, cọc vặn bằng đồng nguyên chất, và đây cái núm của nó được khắc CNC nên cái khía này cầm rất là thích. Đấy, chúng ta đến với mặt trong của chiếc bát. Đấy, và cái phễu kèn này anh em nhìn nó đã chất chưa. Đấy, con này toàn bộ là sử dụng bằng gân mút hết. Đấy, và màng của nó là dạng màng, nó màng giấy các bác nhá, và nó hơi có phần màng tím đấy, tức là chúng ta nhìn ở đây nó có màu tím tím nhạt. Đấy, phơ của nó thì giống như cái dòng phơ của loa BMB đấy. Đấy, con này sử dụng hai lỗ thông hơi đằng trước. Đấy, và cái phễu chóp kèn này thì cũng khá là gọn. Đấy, họ làm những cái lãnh để điều hướng này. Đấy, nhìn rất là chất lượng, cái phễu này cực dày các bác nhá. Đấy, một mẫu loa chúng ta nhìn này, nó dày dặn, nó chắc chắn. Đấy, và quả loa này B cũng rất là nặng các bác nhé. Đấy, ở đây phần nội thất bên trong của nó này. Đấy, củ bát này thì được thiết kế là kẹp từ thép trắng các bác nhé, kẹp từ rất là dày. Đấy, và cái chất liệu từ Philips của nó thì ở đây thì nó quá là chất lượng, nó quá đẳng cấp rồi các bác nhé. Đấy, sặc như dao. Đấy, cái dòng MVF này thì thường tem mác của nó cũng rất là đầy đủ. Đấy, các bác thấy này, đúng tem của màu của hãng màu ấy nhá. Mọi thứ chuẩn chỉnh các bác nhá, xương nhôm đúc, cái bệ rất là dày. Đấy, cái màng của nó đằng sau nó cũng màu tím tím này. Đấy, cái bát nó rất là nặng, cầm nó rất là chắc chắn. Cái dầu của nó đắp vào cái lớp keo mà keo trong màu vàng chanh, rất chuẩn chỉnh. Nhện rất là cao các bác nhá, rất cao và chắc chắn, dày, chưa có chỗ nào bị gồ ghề lồi lõm gì. Đấy, mọi thứ chuẩn chỉnh các bác nhá, đẹp như mới. Đấy, côn này, đấy, côn này côn hở này, anh em cũng có thể soi vào ở bên trong khe được. Đấy, côn này còn vàng óng các bác nhá, tức là chúng ta thấy được là đấy, thời gian sử dụng của cái loa này chắc là nó cũng không nhiều. Đấy, mọi thứ nó đẹp như mới. Đấy, cục bát quá kinh, quá nặng. Đây, củ chép đây. Đây, cái này cái sơn nó bay và nó hơi nằm mờ đi tí. Đây, tem mác của nó cũng đầy đủ các bác nhá. Đây, mã tem này, mã vạch series này. Đây, ở đây nó sử dụng mà đều là bát chép của dòng MVF. Cái phễu cực dày các bác nhá, phễu cực dày và chất lượng. Đây, trông nó nhỏ nhỏ này, cầm cái củ chép rất là nặng. Đương nhiên rồi, cái dòng này thì nó sẽ ăn đứt những cái dòng chép giấy của cái dòng loa lầm các bác nhá, như là những cái dòng BMB 450C hay là 880C mà anh em đang sử dụng, giá của nó cũng 5-6 triệu đấy, thì không thể ăn được cái dòng này. Đấy, con này phân tần của nó thì không có một cái loa lầm nào có thể ăn được các bạn. Đấy, các bạn thấy thì là phân tần này thì nó như những cái dòng loa full công suất lớn bát 30, quá gấu luôn, đúng không ạ? Đấy, sử dụng rất là nhiều chở, nhiều tụ, hai cuộn, ba cuộn cản, dây dợ chuẩn chỉnh các bác nhá, chắc chắn và xịn sò. Cái củ chép của nó to đúng bằng cái miệng phễu, to gần bằng miệng phễu các bác nhá. Lỗ thông hơi họ làm rất là chắc. Đấy, bông tiêu âm mút đầy đủ các bác nhá. Đấy, ốc lỗ chôn gen. Đấy, thùng vách cực dày. Và đương nhiên là như thế này thì tiếng bát của nó ra sẽ như Gián Hưng đã giới thiệu đấy, rất là uy lực, mạnh mẽ, dày ấm. Đấy, con này từ 16 các bác nhá, Gián Hưng đo từ 16 chuẩn. Đấy, từ rất là dày, trắng muốt. Và côn là 65, các bác lưu ý côn 65. Một chiếc bát loa mà nhìn nó quá ấn tượng và nó chất lượng. Đấy, con này bát này thì nó cũng như là những cái dòng bát của loa full 25 các bác nhá. Và các bác đến với những cái dòng loa full MVF bát 25 thì giá của nó thường là
không dưới 5 triệu rưỡi cho đến 6 triệu đâu ạ. Các bác đến với cái dòng loa lầm này thì công suất của nó cũng lớn đúng không ạ? Như loa full, nhưng mà giá tiền của nó thì nó êm hơn rất là nhiều các bác nhé. Đảm bảo là giá tiền nó sẽ rẻ hơn tới một vài triệu luôn. Đấy. Đấy, các bác ngắm nhìn hàng bên em tuyển thì anh em dùng cứ yên tâm. Đấy, lúc nào cũng là hàng chọn rồi. Đấy, bây giờ thì Doãn Hưng sẽ mời anh em nghe qua chất âm nhé. Bên em sẽ test qua chất âm. Bạt đánh cực mạnh. Dòng này vừa bát đánh dày uy lực mạnh, tiếng sâu mềm và chép tơi sáng mịn, neng keng tí tách. Giải bát nó số 45 HZ nghe rất là phê. Anh Doãn Hưng đang thử cái này, một chiếc này với chiếc bên này. Đây, chiếc này với chiếc kia của anh. Đấy, mà các bác xem Doãn Hưng đánh qua đẩy, đánh qua một con đẩy hai kênh này, màng của nó nằm im các bác nha, không động đậy một tí nào. Cái dòng này mà các bác đánh âm đi thì chắc chắn là màng nó sẽ dãy rất là nhiều, vì công suất của âm đi nó sẽ yếu hơn nhiều. Này nó, này nhện của nó cũng rất là chắc cho nên là đánh không có một độ rung nào. Đánh như thế này thì loa nó sẽ rất bền các bác nhá, nó không hại côn, không nóng côn, nó không có ma sát cọ sát, nên không có độ dao động, côn nó sẽ rất là mát, tiếng nó ra nó có độ chắc gọn. Nếu mà màng nó dãy nhiều đánh tiếng nó sẽ bùng nhùng. Dòng chép kèn thì nó rất là sáng và bay tiếng ạ. Đấy, nhạc nào cũng hay các bác nhá. Hai đứa vui chưa vơi tâm sự, hôm sau anh lên tiến anh như bao anh hùng hiên ngang ra xa trường. Lời của nó rất là sáng mịn tơi. Vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi, vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly. Từng cơn mưa vẫn rơi nào. Tiếng mic của nó thì càng đẹp các bạn, tiếng mic thì quá đẹp. Cái dòng này tiếng nó rất là bay và nó nhuyễn. Là 1 2 6 7 8 9 10 1 1 2 6 7. Tiếng của nó rất là chắc, gọn các bạn nha. Có độ mềm và mượt tiếng. Nghe nó có độ nhuyễn. 7 1 1 2 6 7 2 6 7. Tiếng rất là bay các bác nhá. Doãn Hưng chỉ thử với cái con vàng nó có hơn triệu đấy, con vàng rẻ tiền đấy này. Đây Doãn Hưng thử toàn những cái đồ bình dân thôi, đẩy cũng những cái con bình dân thôi. 1 2 6 7 8 9 10. 1 1 1 1. Rất đẳng cấp các bạn, phải nói là tuyệt vời. Đấy, số lượng em không có nhiều các bác nhá. Ở đây nó là hàng độc hiếm. Đấy, các bác có nhu cầu phải nhanh tay liên hệ cho Doãn Hưng theo hai số điện thoại này. Đấy, và giá của một cặp loa này thì bên em đang chào bán các bác giá là 4.300.000 giá tại cửa hàng các bác nhá. 4.300.000. Đấy, thay vì chúng ta phải mua những cặp loa full MOF giá của nó lên tới 6 triệu, thậm chí có kênh còn bán trên 6 triệu. Loa MOF full bass 2530 thì trước kia Doãn Hưng cũng bán một số lô rồi. Nó là một trong những dòng loa mà cực kỳ có thương hiệu. Đấy, giải bass của nó được mệnh danh là đánh như bom đấy. Như cái dòng loa VH12 đấy. Đấy, thay vì
chúng ta phải bỏ ra những cái cặp loa full đắt tiền để chúng ta chơi cặp loa lầm như thế này, tiếng nó vừa hay và form thùng nó vừa đẹp, này, vừa gọn mà nó lại chất lượng và giá thành hợp lý. Địa chỉ của Doãn Hưng là ở Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định, anh em có thể đến tận nơi. Bên em thì giao hàng toàn quốc này. Đấy, các bác xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu gì thì nhắn tin Zalo để Doãn Hưng tư vấn và gửi hình ảnh. Đấy, rất cảm ơn các bác anh em đã theo dõi kênh của Doãn Hưng. Các bác chấm tạm cho anh xin nút like nhé. Hẹn gặp lại các bác anh em ở clip khác ạ.